Chỉ huy trưởng, thiên thuẫn đã khởi động. Xin anh đưa ra mệnh lệnh phản công, một mẻ bắt trọn đế quốc Noa. Sức mạnh của thiên thuẫn lúc mạnh lúc yếu, không chịu được bao lâu đâu. Còn về phản công, xin lỗi, bây giờ chúng ta vẫn còn chưa làm được. Này sếp à, thuyền chỉ huy của họ đã bị ép đến đường cùng rồi. Vì sao bây giờ chúng ta không thể phản công? Xuân Nhật đúng là Xuân Nhật. Chuyện gì cũng dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Cô bạo lực như vậy thì sao mà lấy chồng? Cô nói lại lần nữa xem. Muốn thắng trận chiến này, chỉ có thể kích hoạt hệ thống thiên kích. Nhưng mà hiện giờ nó vẫn còn trong trạng thái ngủ say. Thiên kích à? Ngoài thiên thuẫn ra thì nước ta còn có một vũ khí đáng tự hào nữa, tên là thiên kích. Người thiết kế ra nó là một kỳ tài tuyệt thế. Nhưng người này tính tình kỳ lạ, khiến người ta khó mà nắm bắt. Rất lâu trước đây, lúc anh ta tiến hành một nhiệm vụ bí mật ở thế giới khác thì đột nhiên mất tích một cách bí ẩn, từ đó không rõ tung tích. Còn thiên kích đang ngủ say kia, chỉ có anh ta mới có thể đánh thức được. Vậy nên muốn khởi động thiên kích thì cách duy nhất chính là đến thế giới khác đó, tìm anh ta, dẫn anh ấy trở về. Chỉ huy trưởng, Bạch Luyến tình nguyện, không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành nhiệm vụ này. Đúng là nữ anh hùng mà. Muốn đi thì tự cô đi đi. Da rẻ của tôi mà rời xa nước biển thì sẽ dị ứng đấy. Lớp da này của đại tiểu thư thật kiêu ngạo, cũng không sợ bị cá mập cắn chết sao? Cô nói vậy là sao? Sau khi các cô đến thế giới khác, nó sẽ giúp các cô tìm đối tượng phù hợp để các cô hóa thân thành. Tôi đã nhập thông tin về người chế tạo vào trong rồi, nhưng còn cần các cô tự mình nghiệm chứng. Nếu nghiệm chứng thất bại, chỉ có thể nói là kẻ đó có hệ số cơ thể gần giống người chế tạo thôi. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Cô là đội trưởng, nhất định phải có trách nhiệm bảo đảm an nguy cho đội viên. Chỉ huy trưởng, chúng tôi đi đây. Đợi đã. Bây giờ các cô sẽ có một thành viên mới. Chúc các cô may mắn. Thế giới khác, số hiệu G37. Căn cứ vào thống kê ở nước ta thì số người mất tích trong năm nay đã hơn 1.300 người. Trong đó có rất nhiều người tài giỏi từ các ngành khác nhau, chiếm tỷ lệ đến 80%. Số liệu này khiến người ta dấy lên nghi ngờ. Người dân thành phố khắp nơi đều tăng cường cảnh giác, nhưng số người mất tích vẫn gia tăng. Hôm qua ở thành phố Mê Châu đã xảy ra vụ mất tích ly kỳ, thêm lần nữa dấy lên tranh luận gay gắt trong xã hội. Tào Thiên, đừng có ngày nào cũng chơi với mấy thứ công nghệ này nữa. Đi quen bạn gái đi được không? Đi kiếm tiền được không? Có thể đưa tôi trở thành cỗ máy bậc nhất không? Tôi khuyên anh đấy, vẫn nên ngoan ngoãn đi giao hàng đi, ít nhất còn kiếm được chút tiền. Giúp tôi đổi linh kiện mới đi. Này, anh đúng là thứ vô dụng, có giỏi thì thả tôi ra đi. Chúng ta quyết đấu như hai người đàn ông, cho anh thấy sức mạnh thần bí của tôi. Này nhìn gì mà nhìn, anh đừng có mong chạy, anh đợi tôi ra ngoài đi. Ra ngoài rồi tôi sẽ khiến anh không ra khỏi cửa được. Này, đi thật à, quay lại đi. Hôm nay mà ra đường sẽ gặp xui xẻo đấy. Không tin thì cứ đi thử đi.
Vì để đề phòng mất tích ngày càng gia tăng, mong mọi người dân thành phố chú ý an toàn, đừng ra ngoài một mình. Cứu với! Cứu với! Tôi với! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi xuống! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Mệt chết mất, sao lại xa như vậy chứ? Đói bụng quá đi, chân cũng muốn gãy luôn. Chúng ta được gửi thẳng đến đây, có đi bước nào đâu mà đau chân. Đều tại cô, lúc di chuyển không nhập số liệu cho tử tế, đến vũ khí cũng mất rồi. Lỡ như gặp quái thú thì phải làm sao? Tôi đã nói rồi, tôi không muốn đến đây, bây giờ còn phải dẫn theo một con nhóc mới toe thế này, phiền chết đi được. Thôi được rồi, chúng ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi về cho sớm đi. Phát hiện có rất nhiều mục tiêu đang di chuyển, trong đó có một mục tiêu rất gần với chúng ta. Chúng ta cần phải chuẩn bị. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Cô không sao chứ? Anh không sao chứ? Xin lỗi. Cô đang chơi cosplay sao? Nhóc con, to gan quá đấy. Chuẩn bị tinh thần xương cốt chia lìa chưa? Anh đẹp trai, chút nữa anh sẽ bồi thường cho chúng tôi thế nào đây? Tôi học ít lắm, đừng dọa tôi mà. Anh gì ơi, không phải họ đang dọa anh đâu. Cô đi lên từ lúc nào vậy? Rốt cuộc các cô muốn làm gì? Các cô thật sự dọa chết tôi rồi. Dọa chết tôi rồi. Anh trai à, lần này anh tiêu đời thật rồi. Tiêu rồi sao? Cô mới tiêu đời ấy.
Anh đoán xem, giây tiếp theo anh sẽ trở thành bộ dạng thế nào? Buông tôi ra. Bộ dạng chống cự này của anh đáng yêu thật. Bạch Luyến lại thế rồi. Tôi đề nghị hành động của chúng ta tạm thời dừng lại. Tuyệt đối không thể dừng. Nước Nino đang vào lúc nguy hiểm. Chúng ta buộc phải nhanh chóng tìm ra mục tiêu. Bạch Luyến ngất luôn rồi. Còn có thêm cô bé kia nữa, làm sao tìm? Không phải còn có anh này sao? Hơn nữa anh ấy còn có xe. Chị ơi, các chị tha cho em. Em đưa hết tiền cho các chị. Xe cũng đưa chị. Hàng ở trong xe cũng đưa luôn. Cầu xin các chị đừng giết em. Lên xe. Nghe đây, anh ở lại đây chăm sóc Bạch Luyến cho tốt. Chuyện ở bên trong, anh không cần lo. Ngoài ra, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám có những suy nghĩ đen tối với Bạch Luyến, tôi sẽ khiến anh liệt nửa người. Ý tôi là nửa dưới đấy. Tinh Vân, Xuân Nhật và Nại Nại đâu? Họ vừa mới vào trong đó thôi. Nói là đi tìm người. Chỗ này rốt cuộc là đâu vậy? Sao ai trông cũng kỳ lạ thế? Sao chỗ này bẩn quá vậy? Yên lặng một chút đi. Mục tiêu có lẽ đang ở đây. Chúng ta đợi thêm xem sao. Tôi thấy bầu không khí ở đây có hơi lạ. Có cảm giác là chuẩn bị vì chúng ta. Chút nữa mục tiêu xuất hiện, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Mùi ở chỗ này sắp làm tôi chết ngạt rồi. Nại Nại đâu rồi? Vừa rồi còn ở đây mà. Thưa quý ông và quý bà, mọi người có nghe thấy không? Tiếng tim đập nhanh ấy. Hôm nay chúng ta lại có được những báu vật như thế nào đây? Vậy hãy để chúng ta cùng nhau tìm hiểu nào. Tất cả mọi dịch bệnh đều được nuôi bởi anh ta. Có thể thích ứng với mọi loại nguyên thể. Cơ thể thực nghiệm hoàn hảo cho bệnh dịch.
chính là anh ta. Vậy thì xin mời các nhân vật lớn ở đây bắt đầu ra giá đi. Cô thật sự không nhớ vừa rồi cô đã làm cái gì sao? Tôi chỉ nhớ vừa mới gặp mặt anh, tỉnh lại thì thấy ở đây rồi. Anh có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Chúc mừng nhân vật lớn này đã đấu giá thành công. Hy vọng vật thí nghiệm này sẽ không làm anh thất vọng. Tiếp theo đây sẽ đến phần đồ ngọt trong yến hội lần này của chúng ta. Vậy thì mọi người hãy thưởng thức cùng tôi nào. Nàng cao quý lại nho nhã, đẹp đến nao lòng. Nàng là minh tinh điện ảnh, là ngôi sao sáng dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng hiện giờ nàng chỉ là một con mèo nhỏ ở trong lòng của nhân vật lớn. Tiếp theo, mời mọi người ra giá. Lúc đấy tôi thật sự sắp ngạt thở luôn rồi. Nếu không nhờ có cô gái mặc bộ quần áo màu vàng kia đánh cô ngất xỉu, thì có lẽ bây giờ cô đã không nhìn thấy tôi rồi. Vì sao không ai nói cho tôi biết vậy? Ngay cả chỉ huy trưởng, tôi nhất định đã gây ra rất nhiều phiền phức cho mọi người. Tôi thật sự... tôi thật đáng chết. Tha thứ cho tôi, chuyện này tuyệt đối không được nhắc tới. Hỏng rồi, nụ hôn đầu của mình thế là mất rồi. Chúc mừng anh đã đấu giá thành công. Hy vọng cô ấy có thể cùng anh trải qua một đêm tuyệt vời. Người tiếp theo sẽ là món mặn ngon lành của bữa tiệc hôm nay. Mọi người nói là trẻ quá sao? Không, đừng thấy anh ấy thư sinh yếu đuối mà lầm. Anh ấy là chuyên gia trong lĩnh vực chế tạo vũ khí đấy. Ai mà có được anh ta thì cũng giống như đã nắm được cả cuộc chiến. Mọi người có thấy đáng trông đợi không? Vậy thì bắt đầu đấu giá đi. Mục tiêu xuất hiện, bắt đầu nghiệm chứng. Xem ra đã có người đợi không nổi mà muốn có được báu vật này rồi. Xin lỗi cô. Chuyện đó tôi cũng vì tự bảo vệ mình thôi. Nếu thật sự không được thì tôi chịu trách nhiệm với cô là được mà. Biểu tượng của đất nước Noah, sao họ lại tới đây? Tinh Vân, hủy bỏ hành động. Đây là cái bẫy của đế quốc Noah. Mau đi đi. Mau chạy đi. Các nhân vật lớn đáng tôn kính, hãy tận hưởng cuộc đi săn lần này đi. Chúng chính là vật mua bán hoàn hảo.
Rốt cuộc các cô là ai? Cuối cùng thì các cô đang tìm gì? Đám người đeo mặt nạ vừa rồi là ai nữa? Vì sao họ lại muốn đuổi giết các cô? Tại sao tôi phải giúp các cô chứ? Tôi khuyên anh nên im miệng đi. Xuân Nhật, anh ấy đã cứu chúng ta mà. Là người của mình mà. Xin lỗi, hôm nay đã gây rắc rối cho anh. Vậy rốt cuộc các cô là ai? Chúng tôi đến từ một thế giới khác. Nơi đó là một đại dương rộng lớn. Lúc này quốc gia của chúng tôi đang phải chịu khói lửa chiến tranh. Vậy nên chúng tôi được phái đến đây để đi tìm người có thể cứu quốc gia chúng tôi. Những người đeo mặt nạ vừa rồi anh nhìn thấy là quốc gia đối địch với chúng tôi. Nếu kế hoạch lần này thất bại, quốc gia của chúng tôi sẽ không còn tồn tại nữa. Một thế giới khác. Vậy vì sao nước đối địch đó lại nhắm vào quốc gia của cô? Trong thế giới của chúng tôi có 9 quần đảo lớn. Chúng giống như 9 hệ thống liên kết với nhau, giúp nâng đỡ và duy trì sự sống của đại dương. Ai chiếm lĩnh được chúng thì người đó sẽ nắm giữ vận mệnh của thế giới. Sứ mệnh của quốc gia chúng tôi chính là bảo vệ 9 quần đảo này. Vậy nếu 9 quần đảo đó bị chiếm rồi thì sẽ thế nào? Một khi khởi động, 9 quần đảo sẽ luân phiên chuyển động. Lúc này, mặt biển sẽ bắt đầu hạ thấp xuống, lục địa sẽ trồi lên. Chúng tôi không những sẽ mất nước mà còn mất đi cuộc sống ở trên biển. Cuộc sống của cả thế giới sẽ bị đảo lộn, thậm chí là đóng băng. Anh trai ơi, chúng tôi là chiến hạm, không rời xa biển được đâu. Chiến hạm? Các cô là chiến hạm à? Nhưng rõ ràng các cô là con người mà. Cũng có khác biệt với loài người các anh. Vậy nên chúng tôi đều là vì sứ mệnh mà đến đây. Ở thế giới của chúng tôi không yên tĩnh như ở đây. Vì sinh tồn, vì quốc gia, vì để thắng cuộc chiến này, chúng tôi lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Ít nhất các cô còn có thể hy sinh, không mơ hồ giống như tôi. Nhóc con, chiến tranh rất tàn khốc. Anh sẽ không bao giờ thấy yên bình. Nhân lúc này, hãy sống cho tốt đi. Vậy nên, chúng tôi không nên kéo anh vào chuyện này. Nhưng tôi vẫn phải nói với anh một tiếng. Cảm ơn anh. Được rồi, từ biệt ở đây thôi. Tạm biệt. Tôi bằng lòng gia nhập nhóm các cô, giúp các cô tìm người mà các cô muốn tìm. Tuy rằng tôi không đánh nhau giỏi như các cô, nhưng làm lá chắn người cho các cô chắc không có vấn đề gì. Tôi đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với cô mà. Chịu trách nhiệm à? Chịu trách nhiệm cái gì? Bạch Luyến, tôi chưa từng thấy cô như thế bao giờ. Rốt cuộc là sao? Tôi còn có một yêu cầu nữa. Tôi vẫn luôn tìm một người. Từ lâu người đó đã mất tích rồi.
Nếu tôi giúp được các cô tìm được người các cô muốn tìm, thì mong các cô hãy cho tôi mượn máy tìm kiếm, bởi vì người này rất quan trọng với tôi. Anh trai à, nhà anh có đồ ăn ngon không? Em đói quá, em hợp tác với anh. Nhà anh trai không chỉ có thức ăn ngon, mà còn có nhiều đồ chơi nữa thế nào? Nhóc con, nhà anh có điện không? Có nước không? Có. Hợp tác vui vẻ. Sao cô ấy lại đột nhiên ngất đi vậy? Chúng tôi là chiến cơ, không phải con người. Vậy nên cần điện và nước để duy trì hoạt động. Anh trai, anh tên là gì? Tôi tên Tào Thiên, còn các cô? Nói nhiều thật đấy, mau lái xe đi. Nào Tào Thiên, nào nào, đến đây đấu một trận công bằng đi. Để tôi chuẩn bị đồ cho các cô. Tôi đợi anh lâu lắm rồi, giỏi lắm, còn biết dẫn mấy cô em về nhà giúp đỡ. Xin lỗi. Nại nại, tủ lạnh ở bên đó, tự vào lấy đồ ăn đi. Trong đó có sữa đấy. Qua đây, giúp tôi trà lưng. Dầu ở trên bàn. Được. Xoa đi. Qua đây, sát muối. Đóng cửa vào, hết hơi nóng mất. Tào Thiên, anh không sao chứ? Anh sao vậy? Tào Thiên. Chuyện được tiến hành sao rồi? Sếp, xin hãy cho tôi chút thời gian. Tạm thời chưa thể ra tay được, tránh đánh rắn động cỏ. Một khi bọn họ tìm thấy người chế tạo, tôi sẽ lập tức báo lại cho cô.
Nhớ kỹ, cô là một cô nhi không cha không mẹ. Nếu không phải nhờ có đế quốc Noah thu nhận cô đã chết ở trong miệng cá mập từ lâu rồi. Xuân Nhật không dám quên. Đợi cô xử lý xong ba hạng cơ và cả cái tên thích lo chuyện bao đồng kia, thì cô sẽ trở thành thượng tướng của đế quốc Noah. Chúc cô may mắn. Vũ Cơ điện hạ tôn quý, không ngờ bây giờ cô đã rơi đài đến mức chỉ có thể bắt nạt một cô em hạm cơ không được vũ trang hóa khi ở đây. Còn dám nói nhảm nữa thì đến ngươi ta cũng giết đấy. Đây là chuyện của cô, tôi lười can dự. Cô biết mà, tôi ghét nhất là chuyện đánh đánh giết giết. Tôi bận lắm, muốn chết thì cứ gọi tôi thử xem. Biến. Trò chơi bắt đầu. Ra tay ác thật. Dậy rồi à? Vì để cảm ơn anh tối qua đã giúp chúng tôi, Nại Nại đã dốc lòng chuẩn bị bữa sáng cho anh. Tào Thiên, món nợ của chúng ta sau này hãng tính. Thật không biết bọn họ để mắt anh được ở điểm nào chứ. Chào buổi sáng, xin mời ăn sáng. Ăn thử xem em nấu ăn thế nào. Thật ra anh không đói lắm. Ăn thử đi. Thế nào? Ngon lắm. Vì để tránh khỏi sự truy kích của đế quốc Noah, nên chúng tôi đã thay quần áo cho phù hợp. Anh xem thế này đã phù hợp chưa? Anh trai, anh ăn thêm đi. Có phải chúng ta nên bắt đầu hành động không? Hành động. Oh,
Chỉ cần hạ quyết tâm thì đừng lùi bước. Giống đàn ông chút đi, giống như tôi, đi chiến đấu đi. Lén cho anh biết, tối hôm qua tôi đã nhìn lén Bạch Luyến tắm. Mông cô ấy đúng là cong mà. May. Trên máy biểu thị chỉ còn một mục tiêu cuối cùng. Nếu vẫn không phải, thì có thể khẳng định người chúng ta cần tìm không còn ở thế giới này. Kỳ lạ, tín hiệu rõ ràng là ở đây mà, nhưng lại không tìm thấy ai cả. Không đủ dữ liệu, không xác nhận được. Xem ra chúng ta vẫn phải tìm thấy bản thân người này. Ôm chút hy vọng đi. Hy vọng người đó chính là người chế tạo vũ khí mà chúng ta cần tìm. Vậy tức là chúng ta sắp sửa được trở về nhà. Nói đúng đấy. Sau khi trở về, tôi bảo dưỡng lại da của mình thật tốt mới được. Ngâm mình trong nước biển một cách thật thoải mái, hưởng thụ ánh nắng trong kỳ nghỉ của mình. Đào Thiên, Bạch Luyến, hình như anh quen biết người đó. Trước đây tôi có một người bạn rất tốt, gia cảnh nhà cậu ấy khá lắm. Nhưng đừng thấy mỗi ngày cậu ấy đi học thì có quản gia đưa đón vào lầm. Lúc ở cùng với tôi, một kẻ lăn lộn bùn đất tay chân lấm lem thế này mà cậu ấy cũng chơi được rất nhiều năm. Cô biết không, từ sau khi anh trai tôi mất tích, tôi đã xem cậu ấy là người anh em tốt nhất của mình. Sau đó thì sao? Vào một ngày hè nọ, chúng tôi cùng nhau ra bờ hồ đi bơi. Rồi đột nhiên gió thổi rất mạnh, trời nổi mưa bão. Nước hồ dao động dữ dội. Tôi rất sợ, vậy nên tôi liều mạng bơi vào bờ. Hình như tôi nghe tiếng kêu của cậu ấy, nhưng lại dường như không hề nghe thấy. Khi tôi bơi được vào bờ thì không còn thấy cậu ấy nữa. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này thì tôi lại thấy vô cùng hối hận. Không ngờ cậu ấy vẫn còn sống. Lúc nhỏ tôi đã bị nước kẻ thù bắt bố mẹ đi. Lúc bố mẹ qua đời, tôi vô cùng sợ hãi. Ngoại trừ việc trốn ở góc tường run rẩy cả người thì tôi không làm được gì cả. Khi đối diện với sự ly biệt, chúng ta đều cảm thấy rất bất lực và nhỏ bé.
Có lẽ bạn anh không hề trách anh, chỉ là phản ứng bản năng của anh thôi. Nếu như nhiệm vụ của các cô hoàn thành rồi, quay về thế giới của mình, thì tôi còn có thể gặp được cô không? Có lẽ chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Có một người tên Tào Thiên nói muốn gặp cậu. Tôi biết rồi. Các vị, mời đi theo tôi. Người anh em tốt. Cuộc sống giống như một hộp sô-cô-la. Kết quả thế nào đều rất khó mà đoán được. Không ngờ mình còn sống đúng không? Người anh em Tô Văn à, lúc đó mình... Cái chết là một phần của sinh mệnh. Còn chuyện này thì mỗi người trong chúng ta đều phải hoàn thành. Chuyện quá khứ không ai có thể thay đổi được. Vậy nên thả lỏng một chút đi. Tô Văn, lần này đến là vì mình có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nhờ cậu giúp. Chuyện quan trọng à? Người ta nói phía sau người đàn ông thành công thì sẽ có một người phụ nữ giỏi giang. Cậu lại có những bốn người giỏi đấy. Họ là những chiến hạm từ thế giới khác. Cậu có thể hiểu giống như những nữ chiến sĩ. Họ đang đi tìm một người có thể cứu được quốc gia của họ. Bởi vì cậu có mạng lưới thông tin rất tốt. Vậy nên bọn mình hy vọng quốc gia của họ đang gặp chiến loạn. Ân oán cá nhân giữa chúng ta thì đừng chút lên đầu họ. Cậu rất quan trọng đối với họ. Họ vẫn luôn tìm cậu, trả giá rất nhiều. Thú vị đấy. Mình còn có thể cứu cả một quốc gia. Nể mặt Tào Thiên cậu đây, mình đồng ý giúp họ. Tô, xin lỗi anh Tô. Đầu tiên chúng tôi cần kiểm tra xem anh có đúng là người mà chúng tôi cần tìm không. Được thôi, đợi chút, để cô ấy làm.
Chuyện gì vậy? Hình như hệ thống bị nhiễu. Có điều tôi thấy người này cao thâm khó dò. Tôi nghĩ có lẽ chính là người chế tạo vũ khí mà chỉ huy trưởng đã nói tới. Tôi cảm thấy là do các cô quá mệt rồi. Chỉ bằng uống một ly đi, thả lòng một chút. Tôi muốn bốn quý cô ở đây tối hôm nay tham dự bữa tiệc riêng của tôi. Tin rằng là bốn cô sẽ có một buổi tối vui vẻ. Các cô cứ đi trước, chút nữa tôi đến. Tào Thiên, tôi thay mặt cho chỉ huy trưởng và nước Nino cảm ơn anh. Trước đây đã đồng ý sẽ giúp anh tìm anh trai. Đưa máy dò cho anh này, anh nhất định có thể tìm thấy anh ấy. Bạch Luyến, làm như vậy có phải qua loa quá không? Có nên sửa máy tìm trước không? Anh không cần lo cho chúng tôi. Có lẽ không lầm đâu. Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi sẽ dẫn Tô Văn rời khỏi đây. Cảm ơn anh. Tào Thiên, có phải cậu nên nói gì đó với mình không? Nhiều năm rồi không gặp, cậu đã thay đổi, Tô Văn. Mình không thay đổi, vẫn giống lúc nhỏ thôi. Chuyện lúc nhỏ, mình muốn nói tiếng xin lỗi với cậu. Tào Thiên, cậu là người tốt, luôn tỏ ra mạnh mẽ, muốn bảo vệ người khác. Nhưng có một điều cậu không biết, khi cậu không có năng lực mà cậu lại đi bảo vệ một người hoặc một việc gì, thì sẽ có lúc gây hại cho họ. Hiểu chưa, người anh em? Nếu cậu không muốn nhìn thấy mình, bây giờ mình sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt cậu. Mình biết, mình thích giả làm anh hùng, nhưng lại không có năng lực, càng không có dũng khí. Vậy nên mình mới nhờ cậu giúp. Mình xin cậu. Xin cậu giúp đỡ bốn người họ. Cửa ở bên kia. Lâu rồi không gặp, qua bên kia xem thử. Xem bên này trước đi. Chuyện của công ty cảm ơn. Bộ quần áo này hợp với cô lắm. Vậy sao? Công ty có chút chuyện. Hôm nay cô đẹp lắm. Cảm ơn. Chào cô gái. Xin chào. Cô có muốn uống không? Cảm ơn. Tối nay nhớ đợi anh. Được. Gặp lại em sau. Hẹn gặp lại anh. Chào. Bơi cũng khá đấy. Cảm ơn. Chị Bạch, chị xem họ đang làm gì vậy? Anh Tô ngồi gần chị Tinh Vân thật đấy. Chắc không phải họ làm bạn rồi chứ? Anh Tô đúng thật là có nhã hứng. Đáng tiếc, anh không phải sở thích của tôi. Chị Tinh Vân của em học rộng hiểu nhiều, sẽ không dễ dàng cắn câu đâu.
Thoải mái không? Tay nghề khá đấy. Hôm nay có nhiều người đẹp trong hồ như vậy. Chơi vui không? Sao hả? Ghen rồi à? Hôm nay vì sao không báo cáo với tôi? Sao lại là cô? Vừa mới có chút bản lĩnh thì đã đi cùng với người của nước Nino rồi. Đừng có quên mạng của cậu là do ai cứu. Và vì lý do gì cậu lại quay về đây? Chẳng phải chỉ là nhà chế tạo thiên kích sao? Tôi giúp các cô tìm bao nhiêu năm như vậy cũng đâu có thấy. Cũng có thể đã chết từ lâu rồi. Vậy mà các cô cũng sợ. Tôi mặc kệ anh ta còn sống hay không. Người của nước Nino đều đừng mơ tìm thấy anh ta. Bốn người hôm nay đến đây, còn có một tên nhóc không biết từ đâu xuất hiện, đều phải chết. Cậu nhớ kỹ, mạng của cậu mãi mãi thuộc về đế quốc Noah. Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn nghe lời tôi. Cô đang nói Tào Thiên sao? Cậu ấy không liên quan đến chuyện này. Tốt nhất các cô đừng động đến cậu ấy. Tôi bảo mà. Vì sao vừa rồi cậu cố ý đuổi cậu ta đi? Thì ra là bạn cũ. Nếu đã như vậy, tôi cho rằng để cậu chết đi lại càng có lợi hơn. Chị Bạch, nhanh lên, nhanh lên. Chẳng phải chị Tinh Vân ở đây sao? Chị đã nói không sao mà. Hỏng rồi, Bạch Luyến. Không thấy Tô Văn đâu. Tôi đã tìm rất nhiều nơi rồi, không hề tìm thấy Tô Văn. Máy dò bây giờ không ở trong tay chúng ta. Tô Văn cũng không thấy đâu. Tôi đoán có thể là do nước Noah làm ra. Các cô không sao chứ? Xin lỗi tôi đến muộn. Tào Thiên, sao anh lại đến đây? Trước đây anh tôi từng nói, đời người sẽ có 7 thời khắc nhiệt huyết sôi trào không gì sánh được. Tôi nghĩ hôm nay là một trong những lần đó. Tôi vừa sửa được máy dò tìm thì phát hiện vị trí của Tô Văn di chuyển liên tục. Vậy nên tôi đến tìm các cô. Bây giờ thì sao? Bắt đầu từ nãy thì Tô Văn vẫn luôn ở chỗ này không di chuyển. Chúng ta mau chóng đến đó đi. Chúng ta vẫn chưa được vũ trang hóa, không thể dẫn anh đi cùng được. Nếu không sẽ mất đi một sinh mạng vô tội. Tào Thiên, lần này thực sự rất nguy hiểm. Anh vẫn đừng nên đi thì hơn. Tô Văn, các cô ở đây đợi đi, tôi qua đó xem thử. Tô Văn, Tô Văn, Tào Thiên cẩn thận.
chào mừng đến với buổi thịnh yến mà đế quốc Noa đã chuẩn bị cho mọi người. Đám vô dụng của nước Nino. Vũ Cơ, chẳng phải cô đã đồng ý với tôi là sẽ không hãm hại người vô tội sao? Quả nhiên là kẻ mang trong mình dòng máu phản bội. Nếu cô đã không còn giá trị nào nữa, thì để tôi gột rửa linh hồn cô luôn đi. Tôi đã hứa với chỉ huy trưởng là sẽ dẫn các cô bình an trở về. Nhưng tôi là gian tế, vẫn luôn nằm vùng ở nước Nino, chính là để các cô hành động thất bại, cuối cùng là trừ khử các cô. Chúng tôi tin cô sẽ không ra tay đâu. Vì sao? Bởi vì ánh mắt sẽ không nói dối đâu. Xuân Nhật tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của mọi người. Các cô thật đúng là ngốc đến đáng thương. Người này chẳng qua chỉ là tai mắt của tôi. Thật ra đã là một cái xác không từ lâu lắm rồi. Thừa nhận đi lũ ngốc. Các cô đã thua rồi. Tào Thiên, quên nói với anh. Nếu không nhờ có anh ta, thì anh đã chết từ lâu rồi. Không nhớ đã anh sang đời sau. Đợi đến khi tôi bơi vào bờ thì không còn thấy cậu ấy nữa. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi đều hối hận vô cùng. Không ngờ cậu ấy vẫn còn sống. Ra ngoài đi, lũ ngu ngốc. Chuyện hồi nhỏ, mình muốn nói lời xin lỗi cậu. Tào Thiên, cậu là người tốt, thích tỏ ra mạnh mẽ, muốn bảo vệ người khác. Nhưng có điều này cậu không biết, khi cậu không có năng lực gì mà lại đi bảo vệ một người hay một vật nào đó, thì có lúc sẽ làm hại người đó, hiểu không? Người anh em, Tô Văn, anh không muốn sống nữa à? Tô Văn là anh em của tôi phải cứu cậu ấy. Anh tỉnh táo lại đi. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì chúng tôi phải làm sao? Cứu em với, đừng giết em. Em không chạy nữa đâu. Ngoan, đứng yên, nhìn cho kỹ. Đừng đến lúc lại không biết mình chết thế nào. Nại nại, quay về đi. Quay về đi. Vũ Cơ, họ là bạn của tôi.
tha cho họ đi. Còn có Tô Văn nữa. Trước khi tôi ngã xuống thì cô đừng mong hại được họ. Được thôi, đồ sâu mọt đáng thương. Tô Văn vốn dĩ không phải nhà chế tạo vũ khí, vậy nên cô giết cậu ấy cũng vô ích. Nếu cô thích giết người như vậy thì cô giết tôi đi, rồi thả cho họ đi. Rời chân của cô ra khỏi người Tô Văn ngay. Rời đi. Được, tôi rời đi đây. Tào Thiên, Tào Thiên, Tào Thiên, mau chạy đi. Đúng rồi, nhanh thêm chút nữa. Tào Thiên. Nằm yên, đừng cử động. Nghỉ ngơi cho khỏe. Bộ phận bị thương của em đã được cải tạo thành máy rồi. Phần lớn cơ thịt và xương cốt, còn có mạch máu và lông tóc. Nếu về sau em còn gặp nguy hiểm nữa thì kết cấu máy bên trong em có thể sẽ giúp được em. Nhưng vì để bảo vệ mình, em nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể anh không thể mãi mãi ở bên cạnh em. Lúc anh không có ở đây, vật nhỏ này sẽ cùng em lớn lên. Anh thì ra anh ấy mới là người chế tạo thật sự. Thì ra anh trai mình trước giờ chưa từng rời khỏi mình. Kẻ địch của đế quốc Noa bắt buộc phải chết. Trận đấu mới bắt đầu thôi. Chỉ là trò trẻ con.
Quả nhiên chỉ là loài người. Tào Thiên, không ngờ anh chính là nhà chế tạo vũ khí đấy. Chết đi! Trạng thái vũ trang à? Xuân Nhật, đồ xấu xí, không ngờ chứ gì, nhà chế tạo có thể khiến chúng tôi ở thế giới này khởi động chế độ vũ trang. Xin lỗi nhé, đến lúc phản công rồi. Luyến, chỉ dựa vào mấy hạm cơ các cô mà muốn giết tôi sao? Nhân danh đất nước Nino, thề chết xông lên. Bạch Luyến, không thể nào. Anh tỉnh rồi, anh Tào. Vì sao tôi lại nằm đây? Anh là ai? Anh thức tỉnh sức mạnh, nhưng vì sử dụng quá độ, cơ thể không chịu nổi nên ngất đi. Còn tôi là chỉ huy trưởng của nước Nino. Vậy nhóm người Bạch Luyến thì sao? Họ đều trở về rồi. Vậy nhiệm vụ hoàn thành chưa? Đáng tiếc anh không phải nhà chế tạo thiên kích, nhưng tế bào trong cơ thể anh có thể là chìa khóa để mở thiên kích. Vì sao? Bởi vì anh trai anh, anh tôi, tất cả đáp án bây giờ đều cần anh đích thân đi tìm.